Chiều 23 tháng 8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 27 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân 577, nữ, 73 tuổi, có địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân bị thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo, chu kỳ suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp, gãy xương đùi phải. Bệnh nhân tử vong vào sáng 23 tháng 8 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, được chẩn đoán biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, gãy cổ xương đùi.